nhốt ông già ở đâu một thời gian rồi mình ấy tống tiền ông già cứ thế thôi. Hai ông già là ra đây này, thằng chó này, chúng mày nói chuyện gì với nhau, chúng mày chở nhau về, chúng mày nói chuyện gì với nhau, chúng mày bàn bạc với nhau làm cái gì, chúng mày là âm mưu, chúng mày photo sổ đỏ giả, chúng mày giả tao đấy, giả chúng mày gì á, bắt cóc bố á hả? Chó nó vào đây. Mày ra lấy cái băng có cái gì à, con dí được cái gì? Chó nó mày lên. Ra. Chó nó vào. Trời hẳn nó vào không ngờ chạy. Đây. Ngồi im. Mẹ đúng là đồ khốn nạn. Bộ lại đúng không? Dí bộ ra. Trộn nữa. Đây. Đi xuống đi, bỏ ra. Rồi. Đấy nhá. Bác sĩ bác ấy bảo là em bé trong bụng vẫn khỏe mạnh đấy, vẫn bình thường. Vợ cố gắng về và ăn uống đầy đủ nhá. Vâng ạ. Đúng rồi, chị phải uống nhiều vào. Phải về cố gắng ăn uống đầy đủ, không được có ăn uống thất thường nữa. Không nghi ngờ gì đâu nhá. Ôi, Thư ơi. Dạ. Kia có phải thằng Dũng với con Đồng không? Đúng rồi, chính nó đấy. Đúng rồi. Đúng rồi, nó đèo nhau đi đấy. Đúng con đầu đỏ đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Sao nó đi, nó này đi đâu nhở? Đấy. Từ từ, bám cho nó. Đi theo nó xem nào. Đi từ từ thôi. Chậm không? Ơ, bọn này nó đi đâu ấy, mình thưa ạ? Biết được đi đâu nhở? Sao lại đi đường này nhở? Cho nó đi vào trong cái đường này đi. Là, à, hay là nó đi lên công an. Đường này là đường lên công an mà. Ồ, không biết. Thế thì mình phải đi theo ngay. Đi theo nó nhở. Bám nhau không mất dấu vết đấy. Nghe bọn này nữa. Chắc là bọn nó đi. Để xem bọn nó làm cái gì. Ui. Ôi, nó quăng qua đây thôi. Nó ngoan về nhà, nó ngoan về nhà thưa. Nó ngoan về nhà. Đây. Đúng rồi, đường về nhà đây này. Nó đi đâu về nhà anh ạ? Nó đi về nhà, nó đi đâu về nhà đấy. Đây này, anh em bình tĩnh bám nhau để xem là nó đi đâu nhá. Bọn này nó đi với nhau như này chắc chắn là nó đi, nó có cái kế hoạch gì đấy. Này nó đi buổi trưa như này, nắng này nó rủ nhau đi. Trưa nắng nó đi. Đúng rồi. Về nhà rồi đấy, Bây giờ để xem ngoài này chứ nhỉ? Vâng, để xem ngoài này. Xuống đi. Bây giờ anh bảo phải chia nha. Chứ ở đây nhiều đông quá, tao đấy đông quá, đông đông nghe tiếng chân đấy. Đúng rồi. Bây giờ để anh Nghị Thư với cả Bình với cả thằng Sông Đạt. Còn là nếu mà có đánh nhau hay là có chuyện gì thì bọn em chạy vào sau. Nhá, ra ở ngoài nhá. Đi. Một cửa ra, bây giờ mình chỉ có cách là mình photo cái sổ đỏ đấy, photo xong rồi mình đưa cho nó đi, photo rồi giả đấy, rồi đưa cho thằng Kiên bán thư đi cho nó sâu luôn đi. Còn ông già anh thì chắc cũng được một thời gian nữa, anh xem nhốt ông già ở đâu một thời gian, xong rồi mình ấy tống tiền ông già. Cứ thế thôi. Giờ mình còn cách nào nữa đâu em? Một cách đấy thôi. Đấy em bảo rồi đấy. Âm mưu nó bàn kế hoạch với nhau rồi à? Cay quá. Đây anh nói với em rồi. Nó đồng nhất bác rồi. Rồi. Dậy nữa, nó dám làm những điều như thế bố tớ. Khốn nạn thật đấy. Khốn nạn. Bình thường với nhau rồi nhốt cố luôn. Nhốt ông già anh đi sang chỗ khác. Cho ông già anh đi đâu đi. Được chưa? Thế em đi vào trong hồ xem. Đi về đi. Đồ đâu. Chậm. Hai. Ông già là gì? Ra đây. Thằng chó này. Chúng mày nói chuyện gì với nhau, chúng mày chở nhau về, chúng mày nói chuyện gì với nhau, chúng mày bàn bạc với nhau làm cái gì, chúng mày là âm mưu, chúng mày photo sổ đỏ giả, chúng mày giả tao đấy, giả chúng mày gì nhá, bắt cóc bố hả? Có anh nữa. Cái gì? Tao vừa nghe rõ ràng là bắt cóc bố nhá. Tao nghe hết rồi. Tao nghe hết rồi. Lôi ra ngoài này. Ra ngoài. Đi đây. Ra ngoài đây rồi. Tao quay hết rồi. Cái gì? Bây giờ nào? Ý mày như nào? Chẳng có ý gì cả, quay ra đi thảo ấy. Đúng là miếng đéo là gì vậy mày? Bây giờ chú mày ý mày nào? Đừng có mà giả tạo nữa. Bỏ áo bông ra thật quay ra đi. Em có nói gì đâu không? Mày xứng mày nào mày? Mày sẽ giả tạo không? Mày mở áo bông ra thật quay ra. Không xem mày không xúi, không làm sao mới mua được cái thế nữa. Tao quay hết rồi đây.
Bọn mày nói gì mà tao nghe đấy hết rồi. Nhà tạo không? Mày đừng có cãi nữa. Nó nhà tạo không? Mày không cãi không? Mẹ mày nhá. Tao nói thật mày nhất là mày đừng có mày như thế. Chẳng mày... có như nào cả. Này mày cầm cái nhà này nhá, là cái nhà của vợ chồng tao. Vợ chồng tao cũng là con của bố. Mày đéo có cái quyền gì mày ở cái căn này đâu. Có mày có quyền gì mà ở nhà mày. Đây. Đây là con trai của mày, con rể. Ô, con rể hay là con nào ấy thì vẫn là con. Đúng rồi. Bố tao ấy chỉ trân trọng những cái đứa con nào nó có hiếu thôi. Còn hai bạn chúng mày có hiếu ấy, vứt mẹ ra khỏi nhà tao đi. Mày bây giờ mày đi âm mưu, mày đi bàn với nhau còn định lấy nhà nữa. Hả? Bây giờ chuyện của mày là chuyện của gia đình tao, mày chỉ là dễ thôi, mày có quyền gì mà mày nói. Tao cưới chị mày, mày hiểu chưa? Tao chăm sóc cho chị mày đấy. Mày chỉ là cưới chị tao thì mày sang nhà mày ở thôi, việc của người nào người đấy ở. Tao chưa thấy cái cảnh nào mà tin này con rể sở hữu cái căn nhà của bố vợ cả. Tại sao mà mày là con dâu mày sở hữu? Bởi vì mày lừa bố tao, mày là con dâu. Cho nó ngoài đấy đó. Chó lại vào. Này, đuổi ra ngoài kia, đuổi kia. Đuổi ra ngoài kia đi. Chốt cửa vào, chốt chiếc cửa đi. Đuổi ra ngoài kia đi. Chói nó vào nhanh lên. Mày xem cái nào? Bỏ ra. Dây bố tắt cái. Nhẹ không? Bỏ ra. Nhẹ không? Nhẹ không? Nhẹ không? Đi đây không? Quá! Ôi, nó đi nó vào! Nó vào! Chó nó vào! Chó nó vào đây! Mày ra lấy cái con có cái dĩa hay là con dính được cái gì? Chó nó vào lên! Ra! Chó nó vào! Chó hẳn nó vào, không ngờ chạy! Bài! Ngồi im! Mày cũng là người sống cố gắng cố gắng, dính bộ ra! Ôi, nó vào! Ôi, ai à? Bịt mồm vào! Đối xử với mày như thế thì mày đối xử với bố nhá! Này! Kéo con tao kia! Kéo con tao! Cho mày nè! Cho mày nè! Cho mày nè! Cho mày nè! Cho mày biết nhưng mày dãnh nặng nhá! Đuôi nhá! Ai đeo giả đấy? Cho mày biết như thế nào nhá, đi mẹ mày, mày đối xử với gia đình nhà tao như thế nào nhá. Đó là, tao đối xử với anh như thế. Đây, chó ngửa lại. Này. Chó nó vào. Mày dậy đi. Mày dậy đi. Mày dậy đi. Mày dậy đi. Sao? Mày dậy đi. Tao mổ mày. Ngồi xuống đây. Ngồi xuống. 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 Mày lên kế hoạch, mày bảo là mày nhốt bố tao các thứ à? Bịt mồ nó vào. Anh bảo mọi khi là nó hành hạ bố như nào. Hôm nay hành hạ lại đi gì thế? Ôi ôi. Bỏ ra ăn chó gì? Mày mày cầm màu vẹo rồi mày lên tiếp. Mọi khi mày hành hạ bác như nào thì hôm nay tao hành hạ mày đúng như thế. Báo bố rồi. Mày cho tao làm gì gì tao? Cầm màu vẹo. Im báo bố. Mày cái gì mày á thì mày từ từ mà mày nến trải. Bây giờ nhá. Bây giờ ra mẫu cô. Cho nó vào. Xong là đưa cái con này ra một cái chỗ vắng vứt. Đúng rồi. Mày bay là chị nó. Khênh khênh cái gì? Nhẹ lên. Đi bộ. Bỏ ra. Nhẹ nhẹ nhẹ. Bỏ tôi đi. Bỏ tôi đi. Bỏ tôi đi. Một cốc ra, một cốc ra nhẹ. Một cốc, một cốc. Một cốc, một cốc. Một cốc. Một cốc nữa lại nhẹ. Cho vào cốc lên. Cho vào cốc cho nó biết. Ném nó vào đây. Léo nhéo. Nằm đi đây. Đi vào đây. Có mồm đúng. Đấy mày nằm đây. Nhá. Tao biết nhá. Đây ấy là ấy, cái hình phạt của mày. Là trong thời gian vừa qua ấy, mày đối xử với bác như nào nhá. Thì ngày hôm nay ấy, tao đối xử mày như thế, mày hiểu chưa? Tao đưa mày đi một chỗ thật xa luôn để đi mày đi tay đâu? Tao cho mày cút giỏi, tao cho mày cút khỏi cái căn nhà này luôn, hiểu chưa? Cho mày cút khỏi nhà tao luôn. Mày có tin bố mày cho mày sang Trung Quốc không? Hả?
bán nó luôn. Không, bán luôn đấy. Bỏ ra ra. Ai đi em gái? Hả? Ai đi em gái nhá. Mày thích đi đâu mà tao cũng chiều. Ai bố cho mày đi em gái? Cái loại mày đi em gái đéo thèm ai, kéo thèm ai nhận cơ. Đéo ai búp cơ. Cái loại này đi em gái ấy, ai đéo thèm búp. Chó còn trên. Này. Bây giờ ấy, bố mày sẽ cho mày đi sang Trung Quốc nhá. Đi luôn đi. Luôn. Lên xe. Đi đi thôi. Đi xe đi. Bây giờ ấy, anh em mình chở nó sang một chỗ bãi đất trống này. Đúng rồi. Thằng này cho nó ở đấy. Ừ. Khi mà nó ở đấy rồi thì bố về, bố không thấy nó ở đây ấy. Thì mình sẽ nói phép là nó bỏ về rồi. Đúng rồi. Đấy. Đúng rồi, chỉ có cách thế thôi. Để cho nó không có thể mà hãm hại được bố mình nữa và nó không làm gì bố mình nữa. Nó có nói gì đấy? Nó bảo bỏ tao ra. Cái gì mà thả tao ra thì ấy. Mày kêu cái gì? Mày kêu cái gì? Mày làm sao? Đéo ai cứu mày đâu. Nó bảo thế mà. Này bố mày đéo rồi, bố mày sảnh đâu. Mày đéo ai cứu được mày đâu. Loại này thôi để cho nó mới đưa nó đi thật xa. Bây giờ đưa nó ra, thằng Dũng trói kỹ rồi đúng không? Ừ, trói kỹ rồi. Bây giờ để nó trong nhà thôi. Ừ, xem lại để anh nuôi phải biết ý chứ. Xem cái tâm mà đít thôi nhỉ. Rồi. Bây giờ trời cứu được con đấy. Đố ai cứu luôn ý. Mày cứu được đâu? Bây giờ có kêu có thay đối xử với tao như nào ấy thì mày yên tâm, tao sẽ trả lại cho mày gấp đôi. Mày ấy phải đền trả giá gấp 3, gấp 4 lần, mày hiểu chưa? Mày ấy hãm hại bố tao như nào rồi mày làm bố tao ra lông như nào, tao cho mày biết, tao cho mày lếm trả luôn. Còn mày cứ hanh hoang, mày tưởng mày là bà tướng, mày làm gì làm à? Ôi, mày làm tội ác thì bọn tao sẽ hành hạ mày, trả thù mày thôi. Không nói gì, nó đang kêu, nó đang đéo, tức là nó đang đéo, 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 chuẩn bị ra Trung Quốc nhá, nhá. Ra cửa khẩu anh ơi. Chuẩn bị đi ra cửa khẩu ơi. Đi luôn. Ra Trung Quốc nhá, ta đang lái xe ra đưa Trung Quốc đấy. Ha xin à, xa rồi, xa rồi. Sợ rồi đấy. Xa, xa. Nãy kêu, nãy hanh hoang à. Xa rồi. Tầm này không có xin đâu. Tao đang xin mày như nào, rồi mày nói xin của tao, có chuyện nói đâu. Cái này để mồm to lắm mà, bây giờ mẹ ngồi kim cho cốp. Nhưng mà càng xin thì anh em bọn tôi lại càng thích cơ. Đúng rồi. Càng thích cơ. Riêng mày hôm nay mẹ xin cái gì, đéo là cho mày xin gì hết. Càng xin. Ôi, nghĩ là mẹ hành hạ bác như thế, mẹ đi lừa người khác như thế, bây giờ cho nó phải nếm mùi như mùi nào, đấy. Khổ đâu như nào. Khóc rồi chồng ơi. Chuẩn bị đây, chuẩn bị đến nhà của mày đây. Chuẩn bị đến nhà của mày đây, tao sẽ cho mày ra nhà nhá. Để mày bịt mẹ, đéo biết cái ô tô này có vừa không cái gì. Vừa đúng không? Vừa. Vừa em ơi, yên tâm đi, anh không bị sao đâu. Chuẩn bị đến nhà mới của em rồi đấy. Nhà đẹp lắm. Từ từ mà hưởng thụ. Bây giờ xem chỗ nào vắng không qua, hiểu không? Ừ. Đây quay lại này cho. Đấy, đấy không? Úi. Đằng này là nhà của Ngọc nhá. Hoang vu luôn mọi người ạ, không có ai cả. Đấy. Chỗ này là chỗ mà không còn ai biết hết. Bạn bè nhiều lắm anh ạ. Bây giờ chỗ này làm gì có ai ngoài cánh đồng. Đây có gì đâu. Đấy, chỗ này là chỗ nào mà không có người, chỗ nào mà chỉ có đại bản đất trống thôi. Nó cầu cứu, nó không cầu cứu được ai cơ, thế đúng không? Trời không cứu được đâu. Ông Trơn chả cứu được. Cho lần này á, cho mày biến ra khỏi cái căn nhà của bố mẹ tao luôn. Chứ mày ở cái căn nhà của bố mẹ tao là tao hơi ngứa mắt rồi đấy. Mày còn bảo mày còn photo bìa đỏ, mày còn giả vờ. Đấy, hôm nay tao cho mày biết hết giả vờ luôn. Chúng mày dám âm mưu với nhau. Ê, xuống đây. Đâu, xuống đây. Đây. Từ từ thôi, cứ bình tĩnh thôi, từ nhá. Dưới nhá. Từ. Ai sao? Đâu rồi? Em yêu đâu rồi? Em yêu đâu rồi? Nóng chảy mỡ à? Tao mồ hôi kìa. Này, nóng chảy mồ hôi kìa. Ngất rồi. À quên. Bây giờ như này nhá. Bây giờ nếu như mà mày chịu cút ra khỏi nhà của bác Thắng ấy thì tao sẽ thả mày về. Còn nếu như mày không chịu nhá thì mày ở lại đây. Bây giờ có ly hôn với thằng Dũng không? Thì em cũng ly hôn Dũng được đâu. Mày có to mồm. Nó thích ở đây anh ạ. Là thì mày tính toán mày có thích ở đây đúng không? Đúng không? Mày thích ở đây đúng không? Chậu kia ở đôi em ở đấy. À trời ơi. Được anh ạ. Nhà tao không chứa chấp cái loại con dâu như
mày. Từ nay nói chị ạ. Đi. Nhưng mà bây giờ nhá, tao bảo nhá, là nếu như mày mà ngang cố như thế thì bây giờ ra ngoài đầu mẹ ô tô thì mẹ lông ô tô. Đánh vào xe vào đấy. Đánh vào. Đi đấy nhá. Đi đấy nhá. Chảy mỡ luôn. Cay đấy mà, nói không lên lời luôn mà. Đánh con xe này ra để tôi lu luôn mà. Đánh nhà tôi ra kia kìa. Tôi để xe vào góc này. Đánh số là đường nó nhỏ rồi là còn xe ô tô nhiều nữa. Vẫn cứng đầu này, nó ở đấy luôn. Nên nó bảo là muốn ở đâu thì ở đây. Chồng mất đời nó ở đấy, giờ nó ở đây luôn. Cái này nhéo. Tôi. Cứu được mày đâu. Ra nhìn mặt là trông chẳng thương hết rồi. Nhìn mặt tôi rồi. Nói ra tiếng luôn rồi. Bây giờ nhà nhá. B phải cho nó rẻ mồm. Ờ. Không nó kêu đấy. Nó kêu ấy. Nhất là mồm nó. Nhưng ở đây đây chứ. Tao á. Im mồm. Há mồm á. Há to lên. Cho nhất. Mày răng cặp vào cái tay mình cắn. Rồi bây giờ. Đưa đây. Khoanh ra. Đây. Đây. Khoanh ra. Ôi đây. Hôm nay cho chúng mày đã cho mày ấy, ra ngoài đầu ngủ cho tàu lượn đấy luôn này. Bác Thắng về nhà, bác Thắng đi gặp đâu, bác Thắng về nhà vui. Quảng quảng xuống đây này, quảng xuống đây. Xuống đâu? Đi cha ra chưa? Bây giờ mày muốn như nào? Chưa. Mày miệng như thế, tầm miệng vẫn ngang ngang à? Mày có ly hôn được không? Mày có ly hôn được không? Mày có ly hôn được không? Có ly hôn được không? Chào. Vẫn bướng à? Mồm đâu? À đâu thì ngả nó xuống. Ơi, ngả xuống sợ bẩn đấy. Sợ bẩn tóc à? Sợ bẩn tóc. Cho nét lông của này này. Này, tao nói mày biết này. Bố mày đùa mày ấy, hơi lâu đấy. Tao nhẹ nhàng với mày ấy, thì mày ấy biết này, tao đang bình thường mày thì mày phải giả lại cho bác sổ đỏ. Mày định âm mưu mày giả bác sổ đỏ giả? Hả? Âm mưu nào? Giả cho bố tao, những cái gì mà bố tao đang thuộc sở hữu nhá. Anh chị cho em về mới sai rồi. Sai? Mày bây giờ bảo mày bằng lúc mày đã bỏ là như thế nào? Mày cứ bảo mà với tao là mày bảo này, giả bác sổ đỏ, mày giả chưa? Hả? Mày giả chưa? Thôi, con này ấy, cho nó ngồi đây luôn, kéo ai biết nó đâu đâu mà từ từ. Đúng rồi. Lấy gì bịt mồm nó anh ạ. Con này phải bịt mồm nó anh ạ, để em giả anh ơi. Thôi anh ơi cho em về đi. Thôi. Không mà cho con này về. Nằm đấy bất tận hưởng đi em ạ. Cho con này tận hưởng nhá. Tháo mồm ra. Em không về ở đấy cơ mà. Đấy. Rồi. Rồi. Đi về đi. 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 Ở đây nhá, em nhá. Hưởng thụ nhá, làm đây nhá. Ừ. Đây, nàng tiên cá. Ờ, nàng tiên cá. À, đợi, đợi anh nào đến đó đấy. Ôi này, nàng tiên cá. Ừ, đây, đây này. Ôi giời ơi. Cá chết cô. Cá chết cô à? Ôi, mày ai bởi hết cả quần. Trời ơi, bởi mày nữa. Khổ thật. Láo chật ấy. Ôi giời ơi, nắng nôi nay phải nằm đây khổ với em. Ôi, đi về đi. Thôi. Ôi, đi về ở đây em nha, đi về đây. Đợi anh Dung đến cứu nha. Nó xứng đáng phải nhận những điều như thế. Đúng rồi, nó chỉ xứng đáng như thế thôi.